có trứng ốc. Ruộng ngoài quê là thế này ư? Ừ. Bà đi theo con. Bà sao đi? Đi theo con được không? Con sẽ đi. Đi tiếp với con. Đi tiếp với con không? Không. À? Càng ra càng lún á. Con phải đi tiếp không? Ba đi tiếp đi. Được rồi. Mày mô cua. Cua mày mô. Mày mô. Ta đã làm mụt rồi. Sao vẫn không có mày? Mày mô. Tao bắt. Con đi tiếp đi. Ta đi tiếp với con không? Đổ làm gì? Thôi. It's time. Bắt. Rách kìa kìa, con rách này. Đâu? Ếch đâu? Ếch đâu? Kìa kìa. Đâu? Con thấy trong cái hổ á. Ê! Con ếch kìa, sao nó không nhảy bà? Không có ai đụng vào nó đâu, nó nhảy. Giờ con phải... Kinh vẫn đang đi bắt cua mọi người ạ. Mọi người hãy quan sát những con cua được Kinh bắt nha. Mấy con cua ơi, mày ở đâu? Tao đi tìm mãi sao không thấy nè. Hồi nãy ông kia nói với ba là có mà. Nhưng mà đó là mùa khác. Mùa này nè. Té này, té này. Thôi. Cẩn thận.